Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình sân khấu chuyên đề của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần này, chúng tôi muốn trân trọng giới thiệu đến với quý vị và các bạn một vở chèo của một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là vở chèo Trung Hiếu Lưỡng Toàn của nhà thơ yêu nước Á Nam Trần Tuấn Khải. Hẳn quý vị và các bạn cũng không nhiều thì ít thì cũng đều biết đến cụ Á Nam qua những bài thơ của cụ, qua những tác phẩm mà cụ để lại cho đời. Và thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ là trong cái sự nghiệp sáng tác của cụ Á Nam thì đây là cái vở chèo duy nhất của cụ viết. Và tất nhiên những chi tiết này thì lát nữa chúng ta có thể cùng trao đổi những vị khách mời ngồi đây thì hẳn là chúng ta sẽ rõ hơn về những điều này. Còn bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những vị khách mời tham gia chương trình này: giáo sư nhạc sĩ Tô Vũ, nữ sĩ Lan Hinh, con gái của cụ Á Nam Trần Tuấn Khải. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi cái buổi trao đổi này của chúng tôi. Có lẽ cái câu đầu tiên muốn dành cho giáo sư, thưa giáo sư, là chèo là một trong những cái loại hình ca kịch truyền thống của nước ta. Chúng ta thường là nói rằng là nước ta có ba loại ca kịch truyền thống là chèo, rồi tuồng, rồi cải lương. Chèo thì của Bắc, tuồng thì của Trung, mà cải lương thì của Nam. Thế thì có lẽ là nhờ giáo sư nói đôi chút về cái giá trị của loại ca kịch này, loại chèo truyền thống này của chúng ta. Nó có những đặc điểm nào, nó có những cái hay nào và nó có những cái điều gì tỏa sáng của nó? Xin mời ý kiến của giáo sư. Theo các nhà nghiên cứu và cũng nhiều người đã để tâm này hàng mấy chục năm để nghiên cứu về nghệ chèo, và đặc biệt là khi bắt đầu và đặc biệt là giữa cái cuộc kháng chiến chống Pháp, tức là khoảng những giữa lưng chừng thế kỷ 20 trước, thì ở trong chiến khu và ở đặc biệt vùng nông thôn ấy, thì cái loại hình mà đóng góp vào cái chuyện là ta gọi là tuyên truyền kháng chiến nhất chính là cái nghệ thuật chèo. Nếu mà nói rất vắn tắt về cái giá trị của nghệ thuật hát chèo thì tôi xin có thể nói có mấy cái điểm như thế này. Cái thứ nhất, đây là một loại hình về ca kịch truyền thống mà nó tập trung nhất, đậm đà nhất, tính chất gọi là tính chất Việt. Nó không có lai tạp, nó không học ở đâu cả. Và nó lại là một sản phẩm của con người lao động, chủ yếu của những các thế kỷ trước là người nông dân. Nó là nghệ thuật của người nông dân tự sáng tác, rồi tự biểu diễn. Và nó cũng khá giống về mặt xuất xứ, là tức là nó ở những cái trò diễn mà các cái ca kịch ở các nước trên thế giới nó đều xuất phát từ những cái trò diễn ấy. Nhưng nếu mà so với những cái xuất xứ của các loại hình ca kịch trên thế giới với nhau ấy, thì có thể nói rằng chèo ra trước hàng ít nhất là 100-200 năm. Với những cái trò diễn, mà trước cái trò diễn mang tính chất là tôn giáo của phương Tây, tức là lúc ấy là Công giáo đấy, và rồi sau nó mới chuyển dần lên từ cái trò ấy ra cái loại hình rất nổi tiếng ở cái thế kỷ cổ điển, nó gọi là ca kịch cổ điển opera. Thế thì đứng về phương diện loại hình thì chèo hơi giống cái kiểu gọi là opera comic, tức là ca kịch hài, ca kịch hài. Bởi vì trong chèo cái nền chính về mặt các nội dung ấy thì thường là mang tính cách giễu cợt, châm biếm, chỉ trích những cái thói hư tật xấu của con người đương thời hồi đó là cái chính. Thế thì và đến bây giờ người ta còn đang bàn tán và cũng chưa thật ngã ngũ thật tại sao lại gọi là chèo. Chèo là gì? Có ông nói rằng chèo là chữ trào, trào là trào lộng, tức là châm biếm. Bởi vì cái chất chèo thì nói chung trong rất nhiều vở thì không bao giờ thiếu vắng một cái vai mà chuyên châm biếm, tức là những vai mà các anh hề. Thế thì nhưng mà cũng có người nói rằng nếu mà nói là sản phẩm của nông dân thì làm sao nông dân đã biết dùng cái chữ chào lộng như thế. Thì lại có những tác giả nghiên cứu thì thấy rằng là nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ những người lính dẹp đám ở cái thời nhà Trần, khi đưa linh cữu các vua nhà Trần, bởi vì cái tục vua nhà Trần là phải đưa về gốc
ở Xuân Trường, Nam Định, chứ không là, là an táng ở ngay ngay thủ đô. Vâng, thế thì là đưa về như thế thì phải dẹp đám, bởi dân xem rất đông đấy, thì đi xuống. Thế cho nên là mà chúng ta để ý trong ở chèo rất nhiều những điệu và liên quan đến sông nước và chèo thuyền, chèo đò vân vân. Thì chữ chèo ở đây rất nôm na là chèo đò đấy. Đấy thì nhưng gọi là chèo đò thì gọi là một cái tên nào đó thì tôi cũng không thấy quan trọng, mà là bản chất là về mặt nội dung thì là nội dung của những tầng lớp thấp nhất ở thời xưa và lại dân lao động, tức là nông dân. Và cái thứ hai, cái nghệ thuật ấy thuần túy là những điệu để mà hát ấy, thì rất bây giờ nó coi như là một điển hình khi ta muốn nghiên cứu về ngôn ngữ âm nhạc truyền thống Việt. Đấy, chèo là một đóng góp rất nhiều trong cái chuyện đó. Và những câu chuyện nếu ta để ý xem, hầu như rất ít chuyện vua quan, là vì cao lắm rồi, vua là triều đình quá lớn rồi, thì các cái vở chèo cổ truyền thống ấy, thì cái ông cao nhất về mặt xã hội là ông quan huyện, thì chèo là xuất phát từ cái trò nhời nói những cái mảng nhà nghề gọi là những mảng, những miếng, tức là từ những cái cảnh rất nhỏ, sau đó đúc kết lại nó thành ra một cái hệ thống. Đấy. Cho nên là về âm nhạc nó chia ra thành từng hệ thống rỉa này, rồi hệ thống hát thảm ba than ba vãn này, rồi hệ thống đường trường này, đường trường thì lại đường trường phải chiều, đường trường đan lồng, đường trường chèo non, vân vân. Từng hệ thống ấy để phù hợp với những các cái cảnh, những các cái nội yêu cầu của nội dung, thì lúc này anh sẽ sử dụng những hệ thống đường trường. Thế rồi lại còn hệ thống hề, tức là hệ thống pha trò, hoặc là chính là hệ thống châm biếm, là truyền tải những cái ý châm biếm, những cái thói hư tật xấu, mà đặc biệt thói hư tật xấu của lớp trên. Và âm nhạc cũng rất từ các những bài hát vặt dã đám, đã gọi là dẹp đám ấy, thì dần dần đưa lên thành từng hệ thống, đưa vào từng loại nội dung. Thế và khi nội dung lên đấy cần đến đâu thì người ta chỉ đúng ấy, và cơ sở lời ca của nó thì lại sử dụng một cái điệu thơ, người ta nói rằng là đó là điệu thơ hết sức dân tộc, hết sức là điệu thơ lục bát. Điệu thơ lục bát là cơ sở của hát chèo. Vì vậy nói tóm tắt là chúng ta thấy là có giá trị lịch sử ra đời rất lâu, giá trị về nội dung và hình thức từ cái tầng lớp cơ bản đi lên, và luôn luôn nó thích nghi với các cái hoàn cảnh và nó tiến lên. Cho nên người ta nghĩ rằng với những cái biến cố lớn vào trong lịch sử thì chèo chắc không thể tồn tại, vậy mà chèo vẫn tồn tại. Yeah. Vẫn tồn tại là họ nuôi sống những vở chèo, những cái đoạn ta gọi là những cái phường chèo đầu tiên ấy, là hoàn toàn tính chất của nhà sư, chứ không có một cái sự ta gọi là chuyên nghiệp đầu tư. Đúng. Cung đình là coi không cần biết. Yeah. Không biết cái loại hình này đấy, mà có một thời lại còn cấm cơ, tức là nó nôm na quá, nó các thứ về thực là các ông ấy thấy là nếu xem vở thì các vở phần đa đả động đến vua quan thì thường là đả kích. Thế cho nên là đã có một thời, thứ tôi không nhầm thì trong thời ở nhà Lê đã ra một cái lệnh là cấm hát chèo. Và tôi chỉ muốn cuối cùng một điểm này là hiện nay cũng có vấn đề rằng là liệu chèo có sẽ còn tồn tại không. Nếu nói nông dân, bây giờ nông dân tiến hóa lên, nông dân tiến hóa là nông dân khoa học hóa kỹ thuật hóa, chứ nông dân là làm ruộng, làm để sản xuất nông nghiệp. Thế thì cái nghiệp ấy tôi tin rằng Việt Nam còn phải sử dụng lâu, chứ không thể biến toàn thành một cái nước công nghiệp. Thế thì bây giờ thì sống bằng gì? Mà ngay trong chiều, có chuyện giữa sĩ và nông, người ta nói sĩ thực vi tiên phải ăn đã. Thì tôi nghĩ rằng là cái sản xuất nông nghiệp vẫn còn dài dài. Nghĩa là cái người nông dân, chỉ có người nông dân bây giờ khoa học hơn các thế thôi, nhưng bản chất nông dân là cái người làm cái nghiệp ấy, thì tôi tin rằng cái chèo nó sẽ vững biến và cái chèo bám chặt vào cái đó. Dạ, thì chèo nó sẽ tiến lên cùng với cái nông dân tiến lên, chứ không có chuyện gì mà đi hết cả. Và bây giờ lại còn người ta lại còn xã hội hóa, thì chính là cái
cái chèo của gốc nó thế thôi. Chứ làm gì có chèo nhà nước, chỉ từ kháng chiến mới có cái chèo nhà nước. Còn thì tôi nghĩ rằng là không có gì phải bi quan về chèo, chèo sẽ sống dài dài, nhưng phải có những người vẫn phải rất yêu chèo và xuất phát từ nông dân, hoặc là từ thành phố trở về ở hẳn với nông dân đi, thì mới yêu được chèo, và yêu được chèo thì mới giữ được chèo. Rất là cảm ơn ý kiến của giáo sư nhạc sĩ Tô Vũ. Vâng, và đúng là như là giáo sư nói là chèo ra đời rất là lâu, và nói rằng là từ cái thời nhà Trần, tức là thế kỷ 13, tức là cũng phải 700 năm rồi. Vâng, đúng như là ý của giáo sư nói, tức là cái chèo, cái giá trị lớn nhất của chèo, tức là thuần Việt, rất là Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ trao đổi cùng với nữ sĩ Lan Ninh, tức là con gái của cụ An Nam. Thưa bà Lan Ninh, ở đây có một cái điều muốn nhờ bà nói, đó chính là về cái thời điểm ra đời của cái vở Trung Hiếu Lưỡng Toàn. Mà phải chăng là trong số tất cả những cái tác phẩm mà cụ để lại thì đây là duy nhất, là một cái vở chèo duy nhất cụ viết, có đúng như vậy không? Xin mời ý kiến của bà. Vâng, đây là những câu hỏi khó khi phải nói về tác phẩm kịch hài Trung Hiếu Lưỡng Toàn từ khi hình thành và công diễn đến nay, và càng khó hơn khi tôi phải nói đến suy nghĩ, cảm nghĩ về giá trị của tác phẩm, mà tác phẩm đó lại là chính của nghiêm thân tôi. Vở tuồng này bắt đầu cụ tôi viết từ cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Cụ viết với tôi nghĩ rằng tất cả những cái tác phẩm của văn học kinh điển của các tác gia trước trong cái thế kỷ thứ 19 như cụ Nguyễn Du thì có Truyện Kiều, cụ Nguyễn Gia Thiều thì có Cung Oán Ngâm Khúc, thì các cụ đều chọn riêng nhân vật để ký thác, để gửi gắm giải bày. Thì qua vở Trung Hiếu Lưỡng Toàn thì hẳn khi viết thì cụ tôi cũng giải bày qua tâm sự của nhân vật. Trung Hiếu Lưỡng Toàn thì nó là người dân con trong một nước, thì xoay quanh nhân vật Trần Hưng Đạo. Và vở đó thì cũng đã được diễn ở Đền thờ Đức Thánh Trần khi khánh thành, và bây giờ thì là ở đường Võ Thị Sáu. Thì tôi cũng rất xúc động khi vở hát được công diễn lại sau 50 năm im lặng với thời gian, từ chiến tranh đến hòa bình. Tôi cũng nghĩ rằng vở hát đó vẫn còn nguyên những giá trị. Nếu vở hát này được diễn lại với lớp khán giả mới thì tôi thấy đó cũng là một điều trân trọng. Và từ trước tới nay thì người ta nhắc tới nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải thì chỉ có biết cụ là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu thôi. Nhưng mà ngoài những sáng tác kịch thơ, kịch nói, ca trù, ca Lý Huế, hát sẩm thì cụ còn như vở kịch Mảnh Gương Đời thì đã diễn ở Hà Nội ở rạp hát Chiếu Bóng Hàng Quạt năm 1924. Và cái vở kịch Mảnh Gương Đời đã được ông Pông Monet, người Pháp, dịch sang tiếng Pháp. Thì hồi còn ở Hà Nội thì người cũng từng tham gia những trông coi những rạp hát tuồng, chèo như là Quảng Lạc, Sán Nhiên, Lạc Việt. Thì cũng ngay từ tuổi thiếu niên thì người cũng hay đến với nghệ thuật ca hát, cũng từng đóng những cái vai giả đào ở các chiếu sân khấu đều được khán giả hoan nghênh. Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà. Như vậy là cái vở và vở Trung Hiếu Lưỡng Toàn này, là cái vở chèo này ra đời vào cuối thập niên 50 và đầu 60. Vâng, và cụ viết là để mà truyền tải những cái ý kiến, những cái nhận định của cụ, những cái điều mà cụ muốn ký thác gửi gắm như bà nói. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với một trích đoạn của cái vở chèo này, đó là trích đoạn lớp thứ tư trong vở chèo Trung Hiếu Lưỡng Toàn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thank you.
từ vâng mệnh đồn binh vạn kiếp ni. Đã ra phòng xây nếp được nghi thơ, suốt đêm ngày luyện tập tì, mong hôm sớm diệt sớm diệt trừ nghịch tặc, mảnh đan chung vằng vặc trời soi. Bấy lâu chứa sức nuôi tài, một phen chuyển đất xoay trời, sợ chi? Dạ dạ. Chuyện chi? Nay vâng lời quốc trưởng, mời Nguyên Soái nhập triều. Quân, chuyện sắm sửa loan xa, trông nẻo Thăng Long thẳng tiến. Thăng Long thẳng tiến, đại quân đi từ vạn kiếp chảy sang, cờ báo áo giáp sợ sang, quân rêu ngựa đi dặm trường. Chân